Vâng, xin chào các bạn nhé. Ngày nay thì mình xin hướng dẫn các bạn về cái tác dụng của thuốc Acyclovir. Acyclovir thì hiện tại trên thị trường đang có 3 dạng, 3 hàm lượng, đó là hàm lượng 2, đây là hàm lượng 200mg này, và có hàm lượng 400mg và hàm lượng 800mg. Song song với nó thì nó có cả dòng thuốc bôi nữa, là thuốc mỡ, một tuyết bôi 5g nữa. Thì đây là dòng thuốc uống hàm lượng 200mg. Thì cái thuốc Acyclovir tác dụng gì? Thì thường là dùng trong các trường hợp mà bị nhiễm virus như herpes, thủy đậu, zona thì chúng ta dùng được. Thì nếu dùng thế nào? Nếu dùng thì trẻ em mà dưới 2 tuổi thì dùng bằng 1/2 liều người lớn. Còn trên 2 tuổi thì có thể dùng như liều người lớn. Còn liều người lớn thì dùng bao nhiêu? Liều của người lớn dùng thì chúng ta nên dùng 400mg một lần, ngày 4 lần đấy. Hoặc nếu mà những việc làm nặng thì có thể dùng 800mg một lần, ngày 5 lần. Nhưng mà thường thì chỉ cần 400mg một lần, ngày uống 4 lần nhé. Các bác nhớ nhé, những thuốc khác các bác chỉ ngày uống 2 lần thôi, nhưng riêng dòng này các bác ngày uống tận 4 lần nhé. Nên khi mà mua thuốc mà được hướng dẫn ngày uống 4 lần thì lưu ý nhé. Đừng nghĩ là uống quá nhiều đâu, không phải đâu. Như đối với như hai hàm lượng 200mg này, thì mỗi một lần các bác uống 2 viên thì mới được 400mg. Mà 400mg nhân với 4 lần một ngày, nhưng mà liều tối đa của nó còn dùng 800mg nhân 5 lần một ngày cơ mà. Nó cực kỳ là cao. Cái này thì có tác dụng là kháng virus như cái herpes, thủy đậu, zona thần kinh ấy, mà các cụ ngày xưa hay gọi là dài leo ấy. Đấy, hoặc là kiến ba khoang nốt cũng có thể dùng cái này được. Đấy, dùng cái này nó cũng rất là tốt, hiệu quả. Thì cái thuốc Acyclovir thì có dùng được cho phụ nữ có thai, cho con bú hay không thì mình nói luôn là không nên dùng. Bởi vì đối với cho phụ nữ cho con bú thì cái Acyclovir nó lại bài tiết qua sữa mẹ, mà bài tiết qua sữa mẹ thì con bú vào thì không tốt, nên là không nên dùng. Còn ở với trường hợp thai kỳ thì nó cũng chỉ khuyến cáo là thận trọng và hạn chế dùng Acyclovir thôi. Mặc dù nó cũng chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng gì, nhưng mà chúng ta vẫn nên thận trọng đối với dùng cho phụ nữ có thai. Thì cái thuốc này cơ bản thì nó cách dùng nó đơn giản lắm, cứ sáng 2 viên và cứ 4 tiếng sau lại uống một lần nữa. Cứ mỗi lần uống 2 viên, cách 4 tiếng lại uống một lần. Thế cho dễ. Đấy, cứ cách 4 tiếng mới uống lần. Chủ 6 giờ sáng uống thì 10 giờ trưa lại uống, sau 2 giờ chiều uống, sau 6 giờ tối lại uống. Nó cứ thế. Thì ngày uống 4 đến 5 lần, mỗi lần 400mg là ok rồi. Còn đối với liều cao hơn thì có thể dùng 800mg. Thì đấy, em cũng nói trên thị trường nó có những dạng bài chế dạng hàm lượng khác. Dòng này như em là hàm lượng 200mg này. Đây. Còn có dòng thì là nó là 400mg và có dòng 800mg. Nên các bác mua thì các bác lưu ý nhé. Thì đối với dòng 800mg các bác chỉ cần uống 1 viên thôi. Đấy, chứ không cần phải uống 2 viên. Là như thế nhé. Còn những phụ nữ có thai cho bú em nói rồi. Phụ nữ cho con bú thì không nên dùng, bởi vì cái này là bài tiết của sữa mẹ. Còn có thai thì thận trọng và hạn chế dùng thôi. Nếu mà bắt buộc cần phải dùng thì dùng, còn không thì không nên dùng, bởi vì là nó cũng chưa ghi nhận trường hợp nào gây ảnh hưởng đâu, nhưng mà chúng ta nên thận trọng đối với trường hợp thai kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video tiếp theo.